Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Exeter và Quinner nên gắn cái bộ đậu nào thì phù hợp hơn? Âm thanh trầm ấm, êm ái sẽ khiến những em đi những dòng xe con tài như là Exeter, Quinner sẽ mau nhàm chán. Thay vào đó là cái sự phấn khích, là những cái tiếng tê tái quy lực từ những cái mẫu bộ đậu được bán ở trên thị trường Việt. Tuy nhiên, quá nhiều những mẫu bộ, giá tiền và thiết kế đều khác nhau. Ở hai cái dòng xe vừa nêu trên thì gắn bộ độ nào là phù hợp, và chúng ta cùng xem biết mình dưới đây nhé. Khác xa với những năm trước, thị trường bộ ngày nay rất là đa dạng và phong phú, với nhiều thiết kế đi kèm cùng với những thứ âm thanh đặc trưng khác nhau. Giá thành thì từ vài trăm cho đến vài triệu một cây bộ. Tuy nhiên, chúng ta phải chia ra làm hai loại để các bạn xem tiếp dễ dàng hiểu hơn, là bộ độ giả sim cho các Exeter và Quinner. Loại còn lại là bộ tăng quá hai loại Keep On và Full System. Đây là bộ UMA giả sim cho các chiếc Exeter 105, UMA giả sim cho các chiếc Quinner 10, Cozy và UMA Racing cho các phiên bản là Exeter 110. Thực tế thì ngoại hình của các mẫu bô độ này có thiết kế tự như là bô sim, nhưng chúng ta thể dụng được cái loại là ốp bô sim. Việc lắp đặt này cũng không quá khó khăn, chỉ cần tháo cái bô sim rồi lắp cái bô giả sim vào là xong. Âm thanh thì cũng có cái sự đặc trưng riêng cho người lái, nhưng nếu được khẳng định cái sự quy lực thì nó cũng làm việc rất hiệu quả nếu chúng ta kết hợp cùng với việc lên cái dàn lửa, thay thêm cái lọc gió trụ nữa là khác biệt hẳn ra liền. Ngoài ra, nó cũng giúp cho lực lượng cảnh sát giao thông ít chú ý hơn, bởi ngoại hình là như xin thôi. Đối với những cái bộ độ ship on chỉ thay thế một cái phần lon bộ bằng cái lon khác, ngoài ra không cần thay đổi gì thêm. Còn là full system sẽ thay thế là toàn bộ hệ thống ống xả bao gồm cổ, bầu và lon bộ. Tất nhiên ở dạng này thì âm thanh sẽ rất là tê tái và mang những cái tiếng đặc trưng hơn. Tình làng nghĩa xóm có thể mất từ ngày gắn cái bộ này. Bên cạnh đó thì cái phần hơi sẽ thoáng nên nhiều chiếc xe sẽ dễ bị hao xăng, có cái tình trạng chạy bị hợp do EQ không được nạp dành cho những cái dòng bộ này. Cái cách khắc phục là làm lại cái cổ bầu hoặc là ống tiêu để giảm bớt hơi từ bô và tránh bị hụt. Đối với những chiếc Exeter và Quinner là những dòng phân khối nhỏ, nếu các bạn đã quá nhàm chán với âm thanh êm ái từ cái động cơ sim thì có thể thử cái một cái ống xả độ giả sim, bởi nó không ảnh hưởng nhiều đến việc là vận hành, nhưng cho một cái trải nghiệm hoàn toàn mới với chiếc xe của bạn khi lắp cái dàn ống xả mới. Nếu anh em thích cái sự quy lực thì cứ dùng những cái dòng bô ship on hoặc là full system, nhưng nhớ là phải máp lại cho phù hợp xăng lửa của chiếc xe của mình. Nếu chuẩn thì tăng thêm mã lực, còn không thì xác định hợp khỏi nói luôn. Chúc các bạn lựa chọn một cái bô phù hợp với những chiếc xe cần của mình. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.